Ông có chấp nhận tiền mình không đủ bằng cá hai tay. Chính xác. Mấy thầy nói đúng. Mình niệm Phật thì phải niệm. Thầy nói là trong thiền có tịnh, trong tịnh có thiền. Đây, lấy ví dụ cụ thể. Cái chúng ta niệm Phật, chúng ta có thiền không? Là chúng ta có quán sát tâm mình không? Ủa sao tôi niệm Phật mình tầm nãy giờ tôi láo đi cái miệng là mà không có cái, không có chánh niệm. Thì đó là thiền. Trong thiền có tịnh, trong tịnh có thiền. Còn nè, thiền nè. Thiền là gì? Tư duy bất chiếu. Tôi ngồi đây, tôi tư duy bất chiếu. Nhưng mà tôi, sao? Cái tâm tôi không phải là tư duy bất chiếu để tịnh. Mà tâm tôi bất chiếu để sanh cái những cái tư tưởng, sanh những cái ý thức khác. Thì đâu phải là thiền. Nghĩa là không có tập. Hiểu chưa? Mà phóng tâm. Tôi cho nó có nhiều vị tu sĩ ngồi thay vì nghĩ chuyện thế gian mà nghĩ chuyện Phật pháp, rồi nghĩ đó là thiền, đó là trí tuệ, cái đó là không phải trí tuệ mà đến là vọng thức. Tư duy bất chiếu trong cái tâm thanh tịnh, chứ không phải tư duy bất chiếu trong cái tâm. Bởi cho nên đó là cái sai lầm của những vị thiền sư tưởng mình chứng đạo không phải là chứng đạo, tưởng mình có trí tuệ mà không phải là trí tuệ mà toàn là sanh thêm vọng thức. Người thế gian nghĩ gì? Thế gian danh lợi thì danh lợi nó càng nhiều. Người tu hành nghĩ những vấn đề chân lý, nghĩ vấn đề triết lý, nghĩ vấn đề Phật pháp thì nó cũng sanh vô số. Giống như thầy đó, ở đây quý vị đã từng thấy, quý vị hỏi gì thầy nói, quý vị hỏi gì thầy nói. Tại sao? Tại vì ông thầy cũng nghĩ quá trời. Trong đầu ổng nè, không có nghĩ chuyện thế gian mà nghĩ ba cái chuyện tào lao của chuyện đạo nè, ba chuyện chân lý nè, ba cái chuyện thí dụ nè, ba cái chuyện tào lao nè, rồi tưởng đó là trí tuệ, chưa chắc. Cái đó là vọng thức đó. Nghe thì hay, ổng trả lời thì nhanh, ổng nói có vẻ chính xác, nhưng mà quay chuyện cái đó đâu mà chưa là trí tuệ đó, đó là vọng thức. Thì mà chứ chừng nào mình thấy được tất cả cái đó là vọng thức thì mình có trí tuệ. Còn chắc đó là trí tuệ thì đó chính là vô minh. Con tưởng thầy có bát nhã cho nên hỏi câu nào thầy cũng trả lời được. Thầy có bát nhã chữ bát xê đó con. Ai nói về bát hết, ai nói về bát hết. Rồi thầy nhã thì lung ra. Là bát nhã. Bát là bát bỏ đó. Anh nào đưa ra ý này, anh kia, chị kia đưa ra ý này, thầy đó bao giờ nó mạnh không? Không, phản bác liền, nhã liền, nổ liền, để cho ta thấy mình ngon lành. Nó kêu là bất nhã. Nhưng mà nhớ liền. Thầy nói như vậy á, không có nghĩa là phủ nhận cái ý kiến của các anh các chị, mà muốn cho các anh chị thêm một ý kiến nữa. Trên đời này không có cái gì hoàn toàn là không có lý. Nhưng mà ông thầy ông còn thấy cái lý thứ hai, thứ ba, thứ tư. Cho nên ông bác lý đó để mình học thêm cái lý khác. Chứ ông thầy không có phủ nhận cái ý kiến của mình. Mới chính là thầy. Còn coi như ông này có bậy đó, chỉ có ta nói đúng thôi đó. Thì ông thầy lại luôn luôn là bậy. Bởi vì tự cao. Chỉ có nói ổng là đúng thôi, còn người ta sai. Phải nói là người ta đúng cái đó. Nhưng mà còn ý nữa, còn ý nữa. Cho nên bác nhã là gì đó. Nhã ra, phản bác liền, để cho người ta thấy rõ. Còn vô số ý kiến nữa. Gọi là nhất thiết chủng kiến. Bởi vậy anh Dũng giờ không có dám nói được. Hỏi gì bác liền. Hỏi là bác liền. Ông sổ liền gọi là nhã đó. Im lặng là vàng. Con không phải học hành im lặng luôn đó thầy. Cố hoài mà chưa được. Nãy giờ là trả lời những câu hỏi của những người Phật tử thắc mắc. Thì quý vị an tâm chưa? Nhắc nhớ
là phải theo cái lời dạy Đức Phật là có thể được lạc, mà chúng ta chọn pháp môn niệm Phật là cứ tu pháp môn niệm Phật. Niệm câu nào giảng sanh câu đó, niệm tâm nào giảng sanh tâm đó, mà chắc chắn được giảng sanh. Ngay cả người chưa biết đạo khi lâm chung mà không biết đạo, có sự thành tâm, có sự phát tâm, được quý thầy hướng dẫn mà thầy đến với tâm thanh tịnh thì thầy trò cùng giảng sanh. Thứ ba, muốn đạt nhất tâm bất loạn thì phải chuyên tâm, không phải một ngày, không phải bảy ngày, mà cứ tu rồi kết quả sẽ đến. Chúng ta phải biết yếu thế của chúng ta nên niệm Phật hay tu thiền, không có pháp môn nào tối thắng cả, mà biết vận dụng pháp môn nào phù hợp với cái tâm của mình, cách tu của mình thì pháp môn đó là tối thắng. Rồi bây giờ thầy nói cuối cùng là sự cụ thể của pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật là một cái pháp môn hữu ích và cụ thể. Vì trong kinh nói rằng chúng ta không thể ít bất đức nhân viên mà giảng sanh hay là giải được lại. Điều đó cho chúng ta một sự hiểu biết rằng mình làm phước ở đây có mất không? Ở đây làm nhiều chuyện tốt, nhiều chuyện lợi ích cho thế gian, cho xã hội, cho thế giới ta bàn, mà chúng ta không có tham đắm và ai nữa, thì cái phước chúng ta càng nhiều thì chúng ta về bên thế giới kia thì chúng ta mới hưởng được sung sướng. Giống như mình ở Việt Nam, mình làm ăn ha, buôn chải có tiền, mình có tiền bỏ túi đi qua một góc đi du lịch thì mình có thiếu không? Cho nên pháp môn niệm Phật giải cho tất cả tín đồ ở đâu phải lo cho nó. Mình ở đây có với ta bà sống ở đây phải làm ăn ở đây, phải sinh sống ở đây, phải tạo phước đức ở đây, phải có đầy đủ cái gọi là sự tốt đẹp ở đây thì mới về mặt kia được. Như vậy có phải là chạy trốn không? Như vậy đi về cực lạc không phải là chạy trốn cõi này, mà đi về cực lạc là làm tốt ở cõi này để tạo cái điều kiện đi qua cõi kia. Cho nên pháp môn niệm Phật chỉ cho mình cách sống tốt ở đây, đó là phước. Nhưng mà làm mà cố chấp, phải không? Làm mà có ác nghiệp, làm mà có những cái tâm niệm xấu, có gì thực làm được không? Không được. Làm sống tốt đẹp cho ở đây nhưng mà không có tạo cái nghiệp ra, không có tạo nghiệp ở đây, không có thiếu nợ ở đây, làm hết đi, cho hết đi, rồi buông hết đi thì mới về kia chứ. Mà buông hết phải được không? Nhận hết, cho hết, không cần gì hết thì mới là có đức. Cứ làm lại được chứ bo bo giữ của thì làm sao được này. Cho nên phải làm cực lực nhưng phải buông, phải cho, phải hy sinh mà không có tạo nghiệp. Cho nên pháp môn niệm Phật thì thấy rất là hữu ích, sống rất hữu ích trong đời sống hiện tại mà là được kết quả cho cái đời sau ở một thế giới khác. Nên là thầy tôn trọng pháp môn niệm Phật vậy, chứ không hiểu được niệm đi à, tu đi đặng thoát đi sanh tử mà không làm gì hết, có không? Có những người chủ trương định làm gì hết đó, chuyên tu đi con để thoát đi sanh tử, rồi ăn ở đâu, rồi ở đâu, nghĩa là phải dây nợ không? Ăn của người ta không có làm gì hết mà còn tu đi con để gì, để mà lại thoát đi sanh tử, người ta chạy trốn gì, trốn nợ mà đời. Nếu mà trên đời mà tu kiểu đó hết thì thế gian này gọi là nghèo lắm, khổ lắm, tại vì ai cũng lo.